¿De qué hablar? Dễ buồn nha. Hai. Dễ buồn có hai thì tới đó là phải lột dép là hết. Gái này con của bà Quang Âm. Dạ. Con của bà Quang Âm. Con rồi. À. Ngày hai sắc mặt. Suốt khi sáng trắng chiều đỏ, trưa đen. Không có trung ngang sao đòn được, trung ngang là cũng đầu, đúng không? Ủa mà con đổ mẹ Quang Âm là có sao không chú? Má đổ mẹ mình chứ có gì đâu chú. Con không biết coi đâu. Coi được nhưng mà con không biết chỗ coi. Công ty người ta đang xây dưới xong mình rất là đẹp ha, đó cho nên cũng rất là đẹp.